Những kỹ năng và tố chất hàng đầu mà nhà tuyển dụng tìm kiếm. Có được một công việc mới như ý, thực sự là một trải nghiệm thú vị. Hầu hết các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm những người có các loại kỹ năng phù hợp để giúp họ đạt được mục tiêu phát triển của công ty. Trong tập phim này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về các loại kỹ năng mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Khi xin việc mới, có một số kỹ năng và phẩm chất mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở tất cả nhân viên của họ, bất kể vị trí nào. Chúng được gọi là kỹ năng mềm và chúng bao gồm các kỹ năng giao tiếp và tố chất bạn cần để thành công tại nơi làm việc chúng cũng thường được gọi là kỹ năng chuyên nghiệp những kỹ năng duy trì môi trường làm việc lành mạnh ví dụ về kỹ năng mềm bao gồm tính linh hoạt quyết tâm và tư duy phản biện ngoài các kỹ năng mềm còn có những kỹ năng khác hữu hình hơn mà hầu hết các dự án đều yêu cầu chúng được gọi là kỹ năng cứng hoặc kỹ năng kỹ thuật đó là những kiến thức và khả năng cụ thể cần thiết để thực hiện công việc ví dụ về các kỹ năng cứng bao gồm lập trình máy tính vận hành thiết bị và vẽ tranh bạn sẽ cần cả kỹ năng mềm và cứng cho bất kỳ công việc nào điều quan trọng là phải cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn có sự kết hợp của các kỹ năng mà họ cần khi bạn nộp đơn và phỏng vấn xin việc để đơn xin việc của bạn được chú ý hãy đảm bảo đưa vào sơ yếu lý lịch và thư xin việc những kỹ năng bạn có mà được yêu cầu cho vị trí đó làm nổi bật các kỹ năng phù hợp nhất của bạn trong các cuộc phỏng vấn việc làm bằng cách cung cấp các ví dụ thực tế mặc dù danh sách này chưa đầy đủ nhưng đây là một số kỹ năng hàng đầu mà nhà tuyển dụng cho là quan trọng nhất khi tuyển dụng nhân viên kỹ năng phân tích nhân viên cần có khả năng đối mặt với một vấn đề suy nghĩ thấu đáo và áp dụng các giải pháp một cách dứt khoát chúng được gọi là kỹ năng phân tích mức độ kỹ năng phân tích cần thiết sẽ khác nhau tùy thuộc vào công việc và ngành nghề liên kết chặt chẽ với kỹ năng phân tích nhân viên phải biết tổ chức lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên của công việc một cách hiệu quả kỹ năng giao tiếp khả năng giao tiếp hiệu quả cả bằng lời nói và bằng văn bản vừa cần thiết vừa hiếm có những người có kỹ năng giao tiếp tốt đang có nhu cầu cao bất kể công việc hay ngành nghề nào bạn cần có khả năng giao tiếp thành công với nhân viên người quản lý và khách hàng trực tiếp hoặc trực tuyến bằng văn bản hoặc qua điện thoại kỹ năng tương tác kỹ năng tương tác cá nhân còn được gọi là kỹ năng con người là những kỹ năng bạn sử dụng để tương tác và gắn kết với người khác nhiều người được tuyển dụng nhanh chóng hoàn toàn dựa trên khả năng kết nối với mọi người kỹ năng tương tác đôi khi có thể vượt trội hơn các kỹ năng khác mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm vì vậy hãy chắc chắn rằng kỹ năng của bạn ngang bằng với những ứng viên khác bạn có thể phát triển trí tuệ cảm xúc và khả năng tự nhận thức mà bạn cần để kết nối với nhóm tuyển dụng kỹ năng lãnh đạo khi các công ty tuyển dụng vị trí lãnh đạo họ tìm kiếm những nhân viên có thể tương tác thành công với nhân viên đồng nghiệp và khách hàng ngay cả khi bạn không ứng tuyển vào vị trí quản lý thì khả năng lãnh đạo vẫn là một kỹ năng quý giá mà bạn nên mang đến cho nhà tuyển dụng nhiều công ty thích thăng chức từ bên trong vì vậy họ thường tìm kiếm những phẩm chất lãnh đạo mạnh mẽ ngay cả khi tuyển dụng các vị trí cấp thấp thái độ tích cực thái độ có thể không phải là tất cả nhưng nó vô cùng có giá trị nhà tuyển dụng muốn nhân viên tích cực ngay cả trong hoàn cảnh căng thẳng và đầy thử thách sự tích cực cho thấy mức độ kiên cường của bạn nhà tuyển dụng muốn tuyển những ứng viên có thái độ có thể làm được linh hoạt tận tâm và sẵn sàng đóng góp nhiều nỗ lực hơn để hoàn thành công việc khi đối mặt với thử thách làm việc theo nhóm bất kể công việc gì nhà tuyển dụng đều muốn thuê những người có tinh thần đồng đội những người biết hợp tác và làm việc tốt với người khác họ không muốn những nhân viên khó làm việc chung khi bạn phỏng vấn hãy nhớ chia sẻ những ví dụ về cách bạn làm việc tốt trong nhóm mức độ làm việc nhóm của bạn cho thấy khả năng cộng tác hiệu quả của bạn với nhiều người kỹ năng công nghệ tất nhiên các kỹ năng kỹ thuật bạn cần sẽ khác nhau tùy thuộc vào công việc tuy nhiên hầu hết các vị trí đều yêu cầu ít nhất một số kỹ năng kỹ thuật bao gồm kinh nghiệm sử dụng phần mềm công nghiệp hoàn thành trình độ học vấn cao hơn chẳng hạn như bằng đại học hoặc chứng chỉ nghề hoặc có kinh nghiệm ở các nhiệm vụ có tính đặc thù cao quét bất kỳ tin tuyển dụng trực tuyến nào và bạn có thể sẽ nhận thấy một xu hướng kỹ năng công nghệ là cực kỳ quan trọng ngày nay công nghệ định hình thế giới chúng ta đang sống đó là lý do tại sao nhiều nhà tuyển dụng muốn những người họ thuê phải được trang bị những kỹ năng công nghệ nhất định nếu bạn thiếu kỹ năng công nghệ trong ngành của mình đây là thời điểm tốt để tìm hiểu những điều sau nếu bạn đang làm việc trong một lĩnh vực cụ thể liên quan đến giao tiếp, bạn có thể cần phải mài giũa kỹ năng truyền thông xã hội của mình. Tuy nhiên, điều đó không chỉ có nghĩa là học cách sử dụng nền tảng. Bạn cũng nên biết cách sử dụng các trang mạng xã hội một cách hiệu quả và nhà tuyển dụng có thể yêu cầu bạn chứng minh rằng bạn là người sử dụng thành thạo một kênh mạng xã hội cụ thể. Học cách truyền tải thông điệp của bạn trên mạng xã hội có thể giúp bạn trở thành một ứng viên hấp dẫn. Có ít nhất một số kỹ năng máy tính là điều bắt buộc trong hầu hết mọi công việc hiện có. Hầu hết các công việc hiện nay đều yêu cầu trình độ tin học nhất định, cho dù sử dụng Word, Excel hay thậm chí là phần mềm nâng cao hơn nếu công ty đang sử dụng một phần mềm cụ thể bạn có thể sẽ được đào tạo về phần mềm đó chẳng hạn như hệ thống quản lý nội dung cms hoặc các công cụ nhập dữ liệu cụ thể nếu bạn không có kinh nghiệm trong tất cả các chương trình phần mềm được nêu trong tin tuyển dụng sẽ rất hữu ích nếu bạn chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy khả năng học phần mềm mới một cách nhanh chóng của bạn kỹ năng giải quyết vấn đề những kỹ năng này có vẻ hơi giống kỹ năng phân tích nhưng giải quyết vấn đề thường được coi là một kỹ năng riêng biệt bạn có thể phải giải quyết những vấn đề cần phản hồi và giải quyết nhanh chóng có khả năng tự suy nghĩ và giải quyết vấn đề ngay lập tức là phẩm chất quan trọng mà nhiều nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Để chắc chắn rằng bạn đang thể hiện những kỹ năng hàng đầu của mình trong quá trình tìm việc, hãy lập danh sách các kỹ năng và phẩm chất phản ánh tốt nhất nền tảng của bạn. Kết hợp chúng vào sơ yếu lý lịch và thư xin việc của bạn. Hãy nghĩ về những ví dụ thực tế mà bạn đã áp dụng những kỹ năng này để đạt được thành công trong công việc, trong lớp học hoặc trong công việc tình nguyện. Hãy chia sẻ những ví dụ này với người phỏng vấn của bạn để họ biết chính xác giá trị tài sản của bạn khi được tuyển dụng xác định những kỹ năng tốt nhất của bạn tìm công việc cần những người có những kỹ năng này và nêu bật kinh nghiệm của bạn trong những lĩnh vực đó có thể giúp bạn tìm được nghề nghiệp phù hợp